Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh review chia sẻ về kiến thức kim cương của mình. Hôm nay mình sẽ làm một bài review chia sẻ tất cả các màu sắc của kim cương trắng từ nước D cho tới nước GZ. Nhưng nếu mà nói về cấp độ trắng của kim cương thì vẫn còn trắng là từ nước D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N và O. O hay còn gọi là O. Thì để hiểu rõ hơn, mời tất cả các bạn đừng bỏ qua và đi vào bài đánh giá chi tiết nha. Nói chính xác nhất, trong cấp độ than màu trắng của kim cương là có từ nước D cho tới nước O là thuộc phân khúc nước trắng. Tuy nhiên trong phân khúc nước trắng nó thì nó chia ra làm tất cả là có tất cả là phải nói chính xác là có tất cả là 5 phân khúc trắng. Bởi vì trong 5 phân khúc trắng thì nó sẽ có cái dạng là cấp độ là siêu trắng, cấp độ là cực trắng, rồi cấp độ là trắng vừa và cấp độ là hơi phớt, hơi trắng hơi phớt và trắng nhẹ. Riêng những cái màu sắc thuần về vàng thì các bạn phải hiểu là cái màu của nó, ví dụ như nó phải là màu blue hoặc là màu vàng hoặc là màu hồng hoặc là màu đỏ thì cái đó mới gọi là vàng. Còn ví dụ như mình những cái trắng phớt vàng thì nó sẽ được gom chung vô luôn trong bảng cấp độ trắng là từ nước D cho tới là nước Y dài và nước GZ. Thì hiểu rõ hơn là mình sẽ giải thích nè, trong cái giấy giám định của GA, bởi vì có rất là nhiều bạn nói là đeo nước M không có giá trị, đeo nước O không có giá trị, hoàn toàn đó là sai. Đó là bởi vì các bạn không hiểu. Các bạn có biết hay không, những viên kim cương nha, rồi là nước của nó cực thấp luôn, nước của nó là thuộc nước M, nước L, nhưng mà người ta nói là đây là nước G, nước H, bán giá rẻ chút, nhưng mà thật sự cái đó là người các bạn đâu có biết, bằng mắt thường các bạn đâu có biết, chỉ có những giấy chuyên dụng hoặc người ta có thể là mua từ những cái giấy GA từ những nước thấp, xong người ta đem là những cái trung tâm giám định ao làng, ví dụ như GIV hoặc là FTC luôn, nó có thể nhảy lên hai số. Ví dụ là những cái nước, những cái giấy ví dụ như của Mỹ, những cái giấy Belgium hay là những cái giấy mà GOV hay gì đó các bạn, hoặc là GIV gì đó, thì những cái nước đó nó cực kỳ thấp luôn, độ tin tưởng không cao, mua cái đó là làm chết luôn đó. Ví dụ như những cái nước đó thì nó rơi vào khoảng là nước GA đi, ví dụ như là GA mình mua nước LM nhưng mà đưa qua những cái chỗ đó nó làm thấy là nó có thể thị thực cái cấp là nước nước F. Rồi bây giờ á mình sẽ giải thích được màu sắc nào là đẹp nhất của kim cương, tại vì về những cái thủ thuật mua bán là những cái bài review sau là mình sẽ chia sẻ, cho nên các bạn nhớ subscribe kênh review của mình đi. Mình sẽ chia sẻ vì mình có 6 năm bán kim cương, 6 năm lần kiến thức của mình rất là nhiều. Hồi lúc mà mình còn đang đương thời bán kim cương phụ với gia đình, có nhiều người nói là khi nào mà được làm review mà không còn bán kim cương nữa là mới là thật nhất, là lúc đó là mới nói là ra những cái thủ thuật, những cái mánh khóe. Còn khi mà còn bán sẽ còn khen đâu là một cái viên đá đẹp, đâu là nói chung là khen ra những cái, đưa ra những cái tối ưu để người ta đầu tư vô, người ta mua một món hời để mà đem lợi nhuận. Là tới thời điểm năm nay là tháng 4 2023 là mình chỉ kinh doanh về thời trang, tất cả về những mặt hàng của kim cương mình ngưng, và mình cũng không có nói gì quá nhiều về những cái tiệm vàng đâu đó trong nước Việt Nam của mình, mà mình chỉ nói thẳng là những cái trung tâm nào cực kỳ uy tín để cho tất cả các bạn là không có phải bị mua lầm. Và bây giờ để giải thích vấn đề dễ hiểu nhất thì mình sẽ quay chi tiết lại những cái phân độ cấp độ trắng của kim cương để các bạn hiểu rõ hơn ha. Cấp độ trắng của những viên kim cương thì nó sẽ có từ nước D trải dài xuống nước GZ. Kim cương trắng siêu trắng là nằm ở cái phân khúc là từ nước D cho tới nước F. Người ta gom chung ba cái nước này lại là chelalet, có nghĩa là màu sắc siêu sáng. Chelalet nha các bạn, là cái màu sáng cực kỳ led. Led là các bạn hiểu đi, là ánh sáng trắng, ánh sáng trong đó. Còn near chelalet có nghĩa là cực kỳ sáng. Còn cái này là, nè các bạn hiểu từ nè, đó các bạn thấy không, thì từ nước D cho tới nước F là cực kỳ trắng. Đầu bảng của near chelalet là từ nước G, H, I, I ngắn và tri tròn. Thì nước G nó có thể là trắng ngang ngửa với nước F luôn. GA nó có cái hay nè, đem một viên kim cương của nước G với nước F lại, nếu viên kim cương của nước G mà nó trắng bằng ngang ngửa với nước F hoặc là nước G thì nó sẽ xếp vào nước G. Đem một viên kim cương nước trắng ngang ngửa với nước F hoặc sáng hơn thì nó mới xếp vô là nước F.
chứ các bạn đừng có nghĩ là nó thấy là nước 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 đem nước rê với nước ép thì nó thấy là trắng hơn nước rê mà đen hơn nước ép là sẽ là nước ép không có đâu, nó sẽ xếp vô đó là nước rê. Rê nó chấm điểm cực kỳ khó luôn. Cho nên là các bạn hỏi mình á là nước y ngắn và nước tri móc méo này nè, đeo á có trắng hay không? Xin khẳng định là rất trắng nha, vì nó nằm trong dòng khi near clarinet. Con gà ganh nhau ở tiếng gái, cho nên ở Việt Nam của mình rất là khoái đeo là nước DEF vì giá thành nó mắc mà. Còn xuống nữa, very light. Very light là rất sáng nhưng vẫn còn rất trắng nha. Very light, thiếu sót xin lỗi. Faint là trung tính, là nước KLM. Vậy KLM thì sao? KLM là những viên kim cương có độ tinh khiết, độ trong suốt về ánh màu, không hề có bất kỳ một phớt gì hết. Do ánh sáng của người nhìn luôn nhìn trực diện thích những cái màu mà trắng trong giống như là ánh sao, trắng trong giống như là đèn neon, trắng trong giống như là những cái tờ giấy như vậy nè, thì mình đòi hỏi theo mắt thường thì sẽ nhìn theo cái dòng của nước fan, ví dụ như KLM thì mình sẽ không thấy trắng bằng nếu như đưa chung qua những cái này. Còn nếu như nhìn bằng đôi mắt thường trực giác của mình sẽ không phân biệt được, mình sẽ không phân biệt được là nếu mà chưa có nước ép, nước rê, mình chỉ nhìn nước K nha, nước KLM thì mình sẽ không phân biệt được nó sẽ ở cấp độ nào, bởi vì trong cái phân khúc fan này là các bạn là nó vẫn thuộc dạng gọi là trung tính, nó chưa có bị ngã vàng đâu. Nhưng xuống đây là bắt đầu là chúng ta mới có bị ngã vàng rồi nè, là very light. Là very light là ở đây nè, very light là thuộc về nước gì? Nước N và nước O. Tuy nhiên nó xếp trong một tổng luôn là NOPQR đó, đọc bằng tiếng Việt đi nha, không đọc tiếng Anh nữa nha. Ví dụ như tiếng Anh là NOPQR thì trong cái phân độ của cái dạng mà trắng mà hơi phớt ánh cam cam á các bạn, ánh vàng vàng, nó cam cam là nó sai, nó hơi phớt thì phớt nhẹ thôi, thì có nghĩa là vàng nhưng mà mình lắc nghiêng cái nhìn trực diện như nè là nó trắng, nhưng mà mình lắc nghiêng cái phần đáy, tại vì viên kim cương á nó có nhiều cái vết cắt, nếu mà mình nhìn trực diện trên mặt bàn là mình sẽ không bao giờ mình thấy được cái màu vàng của nó. Muốn biết được cái màu vàng của kim cương là mình phải lật cái phần đáy lên, tại vì vết cắt của kim cương nó có tổng thể là 57 vết cắt, thì cái vết cắt bề mặt là nó chiếm cái tỷ lệ vết cắt nhiều nhất, và vết cắt của cái phần đáy và phần nghiêng đó các bạn thì nó ít vết cắt hơn, cho nên là mình dễ thấy cái màu sắc thực của nó nhất. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết rõ hơn ha. Bây giờ thì mình nói là những cái cấp độ trắng của kim cương trước đi, rồi một lát mình sẽ phân tích được nước nào là trắng nhất, là đẹp nhất. Thì nếu như trong cái phần very light này là các bạn, nước N và nước O là còn trắng, tuy nhiên qua nước B phở, nước Q và nước R thì nó sẽ hơi nha, nó sẽ hơi ngã cái màu nhạt nhạt. Nếu như mà nhìn trong ánh sáng mà tự nhiên thì mình không thấy màu, nhưng mà đưa ra ánh sáng mặt trời là thấy liền. Riêng light là sao? Light là đã có ánh sáng, ánh màu nó hơi trà trà đó các bạn, màu trà, màu dầu lửa. Thì những cái bà già xưa, ngày xưa người ta nói là đeo nước dầu lửa, nước dầu hôi á các bạn. Thì nước dầu hôi, nước dầu lửa là chúng ta tìm mua những nước như thế nào? STU là U đó, V, W, X là X, Y, Y dài, Z nha các bạn. Từ cái phân khúc very light là từ phân khúc light á các bạn, và very light á là nó khác nhau nha, giá thành nó cũng khác nhau nha, đừng có nhầm lẫn. Very light là nó mới chỉ có là hơi là có rất thôi, là rất nó vẫn còn rất sáng trong ánh sáng trắng, nhưng mà thuộc dạng là light rồi, là nó đã có như người ta kêu là cái gì, có nhũ ánh màu rồi. Thì những nước dầu hôi này nè các bạn, những cái người giàu người ta thích đeo những cái hộp cực kỳ to cho vòng lắc, nhưng nó cũng không hề rẻ như các bạn nghĩ đâu. Nếu như mà độ sạch của nó là VVS1 thì nó không hề rẻ nha. Thì những cái dòng trong cái dòng line này nè các bạn, trong dòng line này nè, STUVWXEI hay còn là YX, thì trong cái phân độ này nè là cái màu sắc nó nhiều rồi. Còn ví dụ như những cái màu mà vàng thì nó có chia ra phân khúc, ví dụ như là trong phân khúc là light, rồi instant, rồi VV. Những cái bài review sau mình sẽ chia sẻ về những cái màu sắc ha. Rồi đặc biệt những viên kim cương nào mà có dấu á, thì tại vì mình nói về màu sắc, sẵn đây mình nói luôn. Ví dụ như những viên kim cương natural, những viên kim cương thiên nhiên
thì cái màu của nó là màu rê, không có cái dấu hoa thị như vậy, không có dấu hoa thị như vậy. Là các bạn cứ cầm tiền mạnh dạn đi mua, cho dù nó SI cũng được, như thế nào cũng được. Nhưng viên kim cương mà nó có dấu hoa thị, ví dụ như nước rê mà nó có dấu hoa thị, thì viên kim cương đó là làm sao? Nó chỉ từ là nước M hoặc nước MN hoặc là nước GZ, nó qua một trong những cái áp suất của một cái máy nén, nó đẩy lên bằng tia laser, nó bỏ vô cái máy áp suất và nó đẩy lên tia laser. Kim cương không có thể là bơm màu vô cho nó trắng, không có. Nhưng mà nó dùng tia laser, nó bắn cái tia đó lên, nó làm cho cái cấp độ trắng của kim cương nó nhảy lên. Những viên kim cương nào có dấu hoa thị các bạn không mua nha. Lặp lại nha, bên ngoài thị trường Việt Nam và quốc tế vẫn còn lưu hành rất nhiều những viên kim cương có dấu hoa thị. Lặp lại nha, những ai mà bây giờ đã từng mua kim cương, làm ơn mở cái giấy hoa thị, mở cái giấy giám định của mình ra. Ngoài kim giấy giám định của GIA ra, các bạn có thể là IGI, FGC, GIV hay tất cả gì đó. Các bạn xem vào cái dòng mà dòng màu sắc, dòng color các bạn, dòng color màu sắc của kim cương á nha. Dòng color, dòng màu sắc của kim cương, nếu mà viên kim cương của các bạn mà nó cái màu là không có cái dấu hoa thị thì ok, còn giống như nó dấu hoa thị, dấu mà dấu hoa thị nó nằm đây nè, cầm cặp thêm cái viên kim cương, thì nói thẳng với các bạn, viên kim cương của các bạn không bao giờ có giá trị và không có bao giờ bán được đâu. Và bây giờ để hiểu rõ hơn về vấn đề chi tiết, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các màu sắc đẹp nhất của kim cương, từ bảng màu, từ D O D E F G H I G K L M N O nha, M N O. Thì trong phân khúc này nè các bạn, là nguyên dãy từ đây tới đây là sẽ còn rất trắng nha, khẳng định luôn, từ nước O cho tới nước D là kim cương còn rất trắng, bắt đầu từ nước B đổ dài sang tới nước GZ là phớt vàng nha, là nó phớt vàng. Và kim cương rất đẹp từ nước ớt cho tới nước dầu hôi á, là từ nước ớt tới nước GZ. Màu của những viên kim cương này cực đẹp luôn, và độ chiếu sắc tán sắc ánh sáng nó cực kỳ đẹp. Đừng có bao giờ nghĩ là kim cương từ nước D, E, F là đẹp nha. Chính mình cá nhân mình đeo, mình không bật flash luôn nè, cho mình quay cho cái da để nó sậm luôn, các bạn nghĩ đi, là đen luôn nè, mình quay cho cái nền đen sậm sịt luôn nè, là các bạn nghĩ đi, nền đen luôn đó. Mà cái viên kim cương của mình là rất rê, các bạn nhìn biết không? Bây giờ mình đi ra mình nói là của mình là nước E, nước F, các bạn làm gì biết, nó cực kỳ trắng, nó trắng bóc luôn. Nhưng cái này nó ra ánh nắng mặt trời nó còn đẹp nữa, nó còn đẹp nữa. Và bây giờ để không làm mất thời gian của tất cả các bạn, là mình sẽ chia sẻ nha. Và bây giờ được xin mời tất cả mọi người xem tất cả các cấp độ trắng của phân khúc trắng của kim cương ha. Thì phân khúc trắng của kim cương trong cái thang màu trắng là từ nước D cho tới nước tri ngoéo. Và trong cái bài review này là mình sẽ làm từ nước D cho tới nước O nha. Là nó nằm còn rất là trắng để phù hợp cho chúng ta đeo nhẫn hay đeo đôi bông. Có nhiều người sợ là lên ổ trang sức những cái viên từ nước tri ngoéo, KLMN nó có trắng hay không, thì bây giờ là không làm mất thời gian. Đầu bảng là có cái ba cái nước trắng nhất là nước D, E, F. Thì mình sẽ đưa lên ba cái nước D, F theo từng của cái phân khúc của từng cái phân loại ha các bạn. Thì nhìn đầu tiên là các bạn sẽ không bao giờ, mình chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ được phân biệt được đâu là nước D, đâu là nước F. Thì để hiểu rõ hơn cái màu sắc thì mình phải lật ngược cái viên kim cương lên, do cái mặt bàn, cái table của kim cương thì nó làm cho cái độ khúc xạ ánh sáng nó rất là cao. Nhìn nước D và nước F chúng ta không tài nào so sánh được cái độ trắng của nó, trừ khi là mình có cái giấy giám định thôi. Cứ không có giấy giám định là những con mắt nhà nghề, những người bán 20 năm, 50 năm cũng không phân biệt được đâu là nước D, đâu là nước E hết. Và bây giờ là trong cái cấp độ trắng nhất nè, D, E, F. D, E, F của kim cương. Thì trong cái phân khúc là D, E, F là cái phân khúc trắng nhất, hay còn gọi là nó nằm trong cái dải đặc biệt, là cái dải là colorless, là siêu sáng. Siêu sáng là D, E, F hay gọi là cực kỳ không màu sắc, không gì hết, chỉ là thuần chủng trắng bốc như ánh sao thôi. Thì màu D, màu đầu bảng là màu đi và cuối bảng là màu ép, trong dãy trắng nhất của Colorless là sáng trắng. Đối với mình thì trong cái phân khúc ba màu này, các bạn hỏi màu nào đẹp nhất, mình trả lời thẳng luôn là màu E với màu F là đẹp nhất. Màu đi là dưới điều kiện là tất cả các bạn ở vùng ôn đới, những cái như ở Việt Nam mình ở Đà Lạt là ui ánh sáng ánh mặt trời yếu thì xài màu đi nó trắng. Nhưng mà màu đi á nó trắng thôi, chứ mà cái độ mà lấp lánh bảy sắc của vòng nó sẽ không bằng. Nhưng mà đặc biệt nó sẽ
tạo nên một cái điểm nhấn của nó khi các bạn vô những cái nhà mà có ánh đèn mà cam cam, ánh đèn màu đồ, hoặc là các bạn đi quán bar đồ thì nó đi nó rất là đẹp, tại cơ bản nó trắng á, cái đó gặp những cái màu của đèn màu xanh màu đỏ của quán bar thì nó sẽ đẹp hơn. Còn màu màu nước ép thì khỏi bàn rồi, màu nước ép nó quá đẹp. Trong cái nước ép là lúc nào nó cũng có một cái sắc nhân tố trắng của nó có sẽ có một cái nhũ nhũ màu xanh dương với màu đỏ đó. Bây giờ các bạn hỏi cái nào là đẹp nhất của màu sắc kim cương thì phổ biến nhất ở Việt Nam của mình là D, E, F, G, H, I, G, là người ta bán rất là nhiều trong những cái tiệm kim hoàng và những cái tiệm mà trang sức kim cương thì nó bán rất là nhiều. Hỏi gì đẹp thì tùy theo mỗi người. Dù như những người ta quá giàu, cái gì cũng xuất sắc, thích cái gì nó cũng nổi trội thì người ta thấy màu D đẹp. Còn bây giờ là ba cái cấp độ là D, E, F thì thật sự nếu mà nói trong cái dãy phân cấp là color lab là không xác định được. Mình nói thẳng luôn, không tài nào xác định được chính xác đâu là màu D, đâu là màu E hết, nó thiệt luôn. Và D, E, F thì F nó chỉ sẽ cái màu nó giảm dần so với D thôi, chứ thật sự nếu mà nói là D đưa so với lại E thì cũng không biết, mà E so với F cũng không biết, cũng là ná như nhau thôi. Cho nên nếu mà vậy thì màu D thì mắc tiền hơn màu E, màu F. Thì mình thấy nó trắng vậy thì mình không mua màu F cũng được. Rồi bây giờ là tiếp tục ha, mình sẽ đưa lên một cái bảng cấp độ màu thấp hơn chút xíu. Cái này thấp hơn là near color LED, có nghĩa là ánh sáng trong. Trong cái cấp độ near color LED này thì nó sẽ có 4 cấp độ, là gồm có nước G, nước H và nước tri ngoéo, tri mốc ngoéo. Tri á, nước tri, H, I, G, kiểu y ngắn đi, H, I, G. Đây, 4 viên này. Thì trong 4 viên này thì nước G là trắng nhất và cái nước yếu nhất là nước G. Hai nước có cấp độ trung bình là nước H và nước Y. Thì nhìn thoáng qua, nước H và nước Y nó có cái độ xem như nhau. Nhưng nước tri mốc ngoéo nó không có độ xem nha. Nhưng mà tri mốc ngoéo rất là đẹp. Nếu mà nói là về độ đẹp trong cái 4 cái này thì mình sẽ chọn là nước tri ngoéo đẹp nhất. Bởi sao? Bởi vì tri ngoéo á, chúng ta thấy được một cái ánh sáng vàng nhạt, vàng rất là đáng yêu, nhưng nó vẫn rất trắng nha. Thật sự là nếu như không để lên nước G và nước H thì nếu mà đưa lên bình thường thì nước tri ngoéo rất trắng. Các bạn hỏi là nước tri ngoéo trắng hay vàng? Trắng bóc luôn, trắng tinh hà. Nước tri ngoéo này nè các bạn, nếu mà những cái giấy giám định mà trong nước, ví dụ như giấy GAV hay là giấy rồng vàng hay là giấy STC, thì nước tri ngoéo nó có thể bằng với nước G luôn. Ví dụ như mình mua nước tri ngoéo GAA 6 ly thì nó rơi vào khoảng là 100 triệu 6 ly. Còn mình mua STC á, STC nước rê của nó cũng bán 100 triệu, nhưng mà nước rê 105 triệu, nhưng mà nước rê hoặc là 115 triệu, nhưng mà nó không đẹp bằng nước tri ngoéo nha. Tri ngoéo của GAA, tri ngoéo của người ta là bằng nước rê của thị trường. Bởi vì khi mà xem cái kênh review này, mình cũng cần nói như các bạn, cần nhất lại mua của giấy giám định GAA đi. Một giấy giám định GAA nó sẽ hơn 2-3 cấp độ bên ngoài thị trường. Hoặc giả là giấy của GAA này các bạn, người ta nó bán hộp rời, người ta nói là nước ép. Thì người ta nói là nước ép, tại vì nếu mình nước rê, nước tri ngoéo nè, nước tri ngoéo mà độ sạch VVS1 ha, là khoảng 100 triệu đi, cái nó nói là nước ép. Không có giấy, bây giờ nó đi làm xin là giấy STC, nó có thể bán á hả, là nước ép, nó có thể bán 120, bán lời hơn luôn. Rồi các bạn không biết là các bạn mua lầm chứ nó đâu có bán lầm. Đó. Bạn nhìn kỹ lại đi ha, và bây giờ là chúng ta coi hai cái cấp độ trắng nhất của color LED và near LED, đó là nước D và nước G. Thì ở đây thì hai cái đầu bảng xem thì cũng như nhau thôi, cũng không lệch nhiều. Cho dù là nước D qua tới nước G là nó xa nhau là 1 2 3 cấp độ. Và bây giờ là nước D so với nước H nè. Đó, các bạn thấy cũng đâu có lệch nhau về độ trắng nhiều đâu. Tại vì hai cái dòng từ nước D cho tới nước H á, nước D, nước H thì không có lệch nhiều. Nhưng mà từ nước D qua cho tới nước tri ngoéo á, giống như từ cái đầu bảng của color LED qua tới cái cuối bảng của near color LED, bắt buộc là nó sẽ có cái độ lệch. Nhưng mà từ nước D cho tới nước H thì kim cương của chúng ta nó quá trắng luôn, nó trắng bóc. Cho nên là các bạn đừng có sợ về vấn đề này nha, nó rất trắng nha. Cho nên cái bài review của mình á, mình chia sẻ cho tất cả các bạn biết tất cả những màu sắc trắng của kim cương của mình. Màu sắc trắng của kim cương của mình là nó có là từ nước D cho tới là nước GZ là vẫn còn trong cấp độ trắng ha.
Còn những cái cấp độ trắng mà bán phổ biến trên thị trường thế giới và quốc tế cũng như Việt Nam của mình là từ nước D cho tới nước O, còn rất là trắng hay còn gọi là nước O nha các bạn. Từ nước D cho tới nước O là nằm trong cấp độ từ cực kỳ trắng đến là trắng yếu, hay là trắng yếu trắng vừa. Còn xuống như xuống nữa thì là khoáng, trắng thoáng rồi. Các bạn thấy nước Y gắn với nước Tri không? Rất đẹp còn rất trắng. Ví dụ như các bạn mà đeo hộp sòn mà các bạn ví dụ như có 100 triệu, các bạn mà đeo hộp sòn nước ép nước rê thì mình khuyên các bạn đổi qua 100 triệu đó các bạn đeo nước Tri móc quéo hoặc là nước Y, nó sẽ vừa được bự hơn. Đeo nó bự hơn, nó trịnh trọng hơn, viên kim cương nó to hơn. Kim cương càng lớn càng đẹp, càng lớn càng chiếu nha. Ví dụ như mình đeo viên kim cương 4 ly như hạt mè, hạt tấm sao chiếu bằng những cái viên mà từ 5 ly, 6 ly, 7 ly trở lên, đúng không? Mà kim cương càng lớn thì nó càng mắc. Và đây là đợt nãy giờ như đang nói đó, thì đầu bảng của nước đi và cuối bảng của nước tri thì mình mới thấy được cái cấp độ lệch của nó. Nhưng nếu mà xíu nếu so lại của cái dòng Nicolet, đầu bảng là nước rê và cuối bảng là nước tri thì mình thấy nó không lệch nhiều, nó không lệch nhiều lắm. Cho nên đó là nếu mà các bạn mua thì các bạn ước lượng theo cái túi tiền kinh tế của mình đi. Không phải là những viên kim cương D, E, F mới có giá trị, rồi những cái viên kim cương mà H, I, G, K, L, M, N, O, B, Q là không có giá trị, đó là sai lầm. Thật ra là than màu trắng của cấp độ kim cương đó là than màu thôi, do cái thị trường thị yếu của mỗi nơi mỗi khác. Các bạn qua những cái nước Mỹ đi, Anh, những cái nước phương Tây đi, người ta đeo hộp bự mà người ta đeo bằng khè hàm. Theo như mình biết là hầu như ở những cái quốc gia đó đó là những cái thương hiệu như là Tiffany nè, rồi những thương hiệu của Rolex nè, là đeo toàn là nước thấp không. Mà tụi nó đeo bự 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 lắm, tụi Tây đeo bự lắm, nó đeo tính cara, còn Việt Nam mình đeo tính ly mà. Bởi vì Việt Nam mình đeo tính ly, tính từ ly từ tí. Bởi vì Việt Nam của mình á hả, đeo tội phải đeo thiệt là trắng. Tại vì mua Việt Nam mình mua tính từ ly từ tí. Bởi vì mình không có trách người Việt Nam mình được, bởi vì người Việt Nam mình ăn chắc mặc bền. Chẳng những đeo bây giờ làm của, đeo làm tài sản rồi sau này cho con cho cháu. Đó, còn tụi Tây nó đeo là nó chỉ đeo trang sức thôi, nó đeo là khoe mẽ với bên ngoài. Tại vì nhìn bằng mắt thường đâu có xác định được đâu là nước ép, đâu là nước OPQ. Rồi bây giờ là chúng ta xuống một cái cấp độ nữa. Cái cấp độ này gọi là cấp độ faint. Trong cấp độ faint là ánh sáng trung tính, ánh sáng trắng trung tính. Thì nó gồm có nước K, L, M, nó chỉ có 3 nước thôi. Thì trong 3 cái nước trung tính này nè, vì sao gọi là trung tính? Bởi vì khi mà chúng ta ở trong môi trường bình thường ánh sáng yếu thì chúng ta không thấy được độ vàng của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta có ra ánh sáng huỳnh quang, ánh sáng mặt trời, ánh sáng tia cực tím á, thì chúng ta sẽ thấy được cái một cái độ trong thoáng nhạt của nó một chút xíu, chứ nó không phải là trong vắt, trong veo giống như là từ D, E, F, G, H, I, G ha. Thì khi mà lật lên là các bạn thấy không? Giờ mình lật viên kim cương lên, không bao giờ chúng ta thấy được độ vàng của nó. Bởi vì 57 giác cắt của viên kim cương nó yếu tố hình thành khúc xạ ánh sáng. Khi mà lật cái viên kim cương lên, những cái giác cắt này nó tạo nên yếu tố trắng. Cho nên các bạn nhìn bằng ánh sáng bình thường, để ở trong nhà, ở trong phòng của mình, các bạn không bao giờ biết được. Khẳng định luôn, cho dù nước M bây giờ mà người ta nói là nước R hay là nước H, các bạn cũng không biết. Mà từ nước R, nước H qua tới nước M đó, thì nó tới 7 cấp độ trắng. Mình khẳng định luôn, khẳng định nếu mà lật lên này nè, nước K. Giờ bây giờ mình không đưa giấy giám định ra, mình nói mới hỏi đeo hộp sòn nước gì vậy được? Được sẽ trả lời, tôi đeo đó là nước rê đó các bạn đâu biết. Nhưng mà khi mà lật lại viên kim cương, lật ngược viên kim cương, thì cái phần đáy của viên kim cương nó thể hiện rõ nhất cái độ trắng của kim cương. Đó, bây giờ là mình đưa thẳng lên là nước đi, nước ca, nước lờ, đầu bảng của cái siêu trắng. Các bạn không thể phân biệt được. Thì nước đi mà đi qua tới nước ca, mình nói là nước ép, các bạn biết không? Đâu biết. Đó, rồi bây giờ là nước đi so với nước L, mình nói nước G, các bạn biết không? Đâu biết nước L. Bởi vì mình nói với các bạn nghe nè, cứ đeo giấy giám định GA đi. Tại vì GA á, cái giác cắt nó rất là đẹp. Không phải là GA nó cắt, GA nó là giám định. GA nó là giám định. Cho nên giác cắt excellent, excellent, very good là very good, good là good, poor là poor, peer là peer. Chứ không thể nào mà nói giác cắt của mình là good, đưa qua cái SGC cái nó chấp vớt thành very good, không. Rồi bây giờ là mình đưa là nước H nè. Bây giờ là nước H với nước K y chang như nhau luôn, thấy không lợp. Nếu mà lật ngược viên kim cương lên đó, là trung bản của của Nicolas. Đó, giờ mình đưa cho các bạn nè, nào đó mình lật ngược lên. Lật ngược lên là dĩ nhiên là các bạn mới thấy được cái độ trắng. Thấy rõ ràng không? Là nước D với nước K nó khác nhau. Chỉ cần lật ngược viên kim cương lên các bạn mới biết thôi. Bởi vì mình nói với các bạn á, là trong cái cấp độ trắng này nè,
tùy theo túi tiền mình mua đi. Nó nước đi với nước NL đó, các bạn hỏi nước NL trắng không? Trắng chứ sao không trắng, trừ khi là lật ngược lên viên kim cương. Mình lật ngược viên kim cương lên thì mình mới thấy là cái màu của nó đã trắng nhạt dần rồi. Phải gọi là trắng nhạt dần, cái này chưa vàng đâu. Những cái màu vàng phải gọi là fancy yellow hoặc là vivi đó thì mới gọi là vàng thôi. Ví dụ như là trong dòng very light line vẫn chưa có vàng nữa. Từ STUVWXYZ hay còn gọi là light á, nó chỉ là thoáng thôi, nó chỉ gọi là thoáng thôi, thoáng sáng của ánh sáng vàng thôi. Và bây giờ là mình so sánh giữa nước đi với NM, các bạn thấy có lệch nhiều không? Lệch nhiều, vẫn rất trắng. Bởi hồi xưa những cái nước mà KLMN á, nó về Việt Nam rất là ít. Bởi người ta bán giống như Việt Nam mình á, bán ra đại bộ phận là bán DEFG, cái số lượng hàng cũ một đống luôn. Hộp sòn bán cũng giống như vàng, bán vô phải thu lại. Cũng có nhiều tiệm hộp sòn ngày xưa cũng ác lắm, bán các bạn biết sao, bán những cái độ sạch giống như là VS1, VS2 rồi giá cắt á, very good good. Bây giờ giá của với giám định GA phải 3 excellent, dân người ta đeo vào khôn lắm. Rồi vậy ha, giá cắt hồi xưa xấu quắc, thu lại những cái dư hộp sòn cũ á, người giờ ta mua người ta khôn lắm. Những cái giấy mà trước năm 2020 á cũng mềm, giờ bán thì bán á, những năm 2000 á bán tính giá bây giờ ai chịu. Đeo mấy người trước đeo tan nát cuộc đời chứ, bán bằng giá bây giờ ai chịu. Bây giờ là nước N, nước O nè các bạn. Đó, nước O là cái nước cuối cùng là mình làm review đó, là nước trắng cuối cùng đó, các bạn thấy không? Còn rất là trắng. Nước O còn rất là trắng, nước O là nằm trong cái phân khúc của Very Light là N, O, P, Q và R. Đó, và bây giờ mình so sánh cho tất cả các bạn xem nào. Cuối bảng của cái trắng nhất và cái đầu bảng của cái trắng. Tại hiện tại là mình không mượn được những viên kim cương là O, P, Q, T, T, Z, Z. Nên mình mượn được viên kim cương tới nước O thôi. Mà thật sự là tới nước O là cuối cùng của cấp độ trắng rồi. Thì nước O đeo đôi bông cũng rất là đẹp. Ví dụ như đeo nước O ha, nước O, các bạn chỉ cần đeo hộp 8 ly, 3 chấu hoặc 4 chấu, không cần một viên tắm nào hết. Đẹp lắm các bạn ơi. Đi ngoài đường của mình là ánh sáng của Việt Nam của mình, đèn đường của mình ánh sáng cam, đẹp lắm, nó chiếu lắm, chiếu như cái đom đóm luôn, chiếu tia lửa, chiếu. Thay vì giờ các bạn mua 6 ly 3 nước ép, các bạn đẩy lên 7 ly 2 nước ô của mình, giá trị hơn. Mà nhìn không biết đâu, đeo không biết. Các bạn đeo mà 7 ly 8 ly nước ô hả, sang hơn các bạn đeo 6 ly 3 nước D nhiều lắm. Nè, lật lên nè các bạn thấy không? Mình nói thẳng luôn các bạn ha, những cái viên kim cương nước càng thấp đó còn đẹp hơn những viên nước càng trắng. Trắng nó chỉ có trắng thôi chứ nó đâu có 7 ánh sắc cầu vồng đâu. Vì nó trắng bóc à. Đó. Nó trắng bóc à. Sao mà nó đẹp bằng những cái viên mà từ OPQ. Nó thiệt luôn, những viên OPQ thì nhìn bằng mắt thường nếu mà chưa có ánh sáng chiếu qua thì mình chê nó là hổng trắng. Chứ nếu mà nó công tâm ra mà nói ha, từ nước D cho tới nước Y vẫn thuộc cấp độ trắng. Và bây giờ là mình cho tất cả các bạn xem trong cái cấp độ những nước trắng mà thịnh hành trên thị trường quốc tế là từ D, E, Y đó, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O. Đọc tiếng Việt là D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O. Nè các bạn thấy không? Trắng bóc. Nước O trắng không? Trắng tinh luôn. Rồi bây giờ là các bạn hỏi là nước nào đẹp. Nếu nó hẳn luôn là mình á, mình sẽ không chọn nước đi hay nước O, mà mình chọn ba cái nước à, HIG. Các bạn hỏi nước nào đẹp nhất, mình trả lời thẳng luôn, HIG là đẹp nhất. Còn các bạn hỏi là đeo cái nào mà là sang chảnh nhất, thì sang chảnh nhất là DEFG là sang chảnh nhất. Còn cái nào là đeo không sang chảnh, không sang chảnh là nước O, chứ còn nước nào nữa. Tại vì không sang chảnh là biết sao, khi đưa giấy ra cái giá thành nó thấp hơn. Thì ví dụ như cái kia đeo 10.000, 20.000 thì cái này đeo có nhiêu 10.000, 8.000, 9.000 ví dụ vậy đó, đối với một cái ra để loại vậy. Còn hỏi mà về cái cấu tạo thẩm mỹ thì khẳng định luôn GHI là thẩm mỹ đó. Trong con mắt nhà nghề của mình là GHI thẩm mỹ. Còn các bạn hỏi là cái nào mà siêu lửa, trời ơi, nếu mà siêu lửa hả, KLMNO nè, lửa thì tung tóe luôn. Nãy giờ quay các bạn thấy không, nước đi nãy giờ nó có cái nào mà nó phản xạ ánh sáng mà trắng đỏ da cam lục lam chạm tím không, toàn là mấy cái nước KLMNO không. Thì bây giờ là mình đưa những cái nước trắng phổ biến nhất trên thế giới người ta đang bán đó. Đó, bây giờ mình tập hợp lại cho các bạn xem những cái phân khúc của cái độ trắng này, rồi các bạn coi lại giùm mình nè. D E F G H I G móc méo đó, rồi tiếp tục nè, K L M
No. O. Đó, lật lên thì trắng đều như nhau hết trơn. Nếu mà lật lên là trắng đều như nhau đó, do giác cắt thôi ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem kênh review của mình. Thực tế mà nói, kim cương bất kỳ nước nào cũng đẹp. Mỗi một cái viên kim cương là nó đã có một cái độ đẹp nhất định của nó rồi. Cho nên đừng có quan trọng nói là đeo, tôi đeo DEF với giá trị, đeo DEF nó mới thực sự là trắng, đeo DEF nó mới là đẹp. Sai lầm hoàn toàn. Có những viên kim cương thuộc nước dầu hôi rất đẹp nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ ra xem kênh review của mình. Mong muốn rằng các bạn có nhiều cái kiến thức, hiểu biết về kim cương để chi, để mình mua những cái vật trang sức, những vật làm của. Kim cương sẽ bán lời theo thời gian, tại vì kim cương được quy đổi theo giá đô. Đô chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm tại thị trường của Việt Nam hết. Cho nên là mình nghĩ đi, đeo kim cương nó là đeo trang sức. Mình vừa được tôn vinh cái giá trị của mình lên, mình vừa được làm của và mình cần mình bán được. Kim cương bác không có lỗ như bác xe đâu. Kim cương có thể là mua một chiếc này là 1 tỷ, nhưng mà đeo 5-3 năm mình có thể bán được 1 tỷ hoặc là 1 tỷ lẻ 50 triệu. Nhưng một chiếc xe mẹt bây giờ các bạn mua 1 tỷ tư, giấy tờ ra là 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, nhưng các bạn bán là chỉ 5 năm các bạn sử dụng, các bạn chỉ bán tầm khoảng từ 400 đến 500 triệu thôi. Các bạn lỗ đâu đó 1 tỷ, 1 tỷ mấy. Và bán đâu phải là dễ như kim cương đâu. Kim cương các bạn mua ở những cái trung tâm của nó thì các bạn bán rất là dễ. Còn xe đừng hòng mà các bạn mua trong cái store của xe rồi các bạn mà bán được đâu. Những cái salon xe mà các bạn bán không có bao giờ bán được rồi dễ dàng vậy đâu. Rồi ngoài ra hả, cầm cố là cả một vấn đề khó khăn nữa. Rồi bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra xem kênh review của mình. Và mình sẽ cố gắng chia sẻ rất là nhiều những cái kênh kiến thức về kim cương. Hiện tại là vừa ý các bạn chưa, đông đảo vừa ý của các bạn chưa. Hồi lúc trước là mình còn bán kim cương, các bạn nói thôi ổng còn bán kim cương, ổng làm review ổng khen không à. Khi nào ổng không bán kim cương nữa. Thật sự là ai mà không vì miếng ăn, ai không vì cơm áo gạo tiền. Con người phải lao động để chi, để mạnh khỏe tay chân, lao động để có thu nhập, lao động chi để đem những cái vật chất đó để phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình. Của mà có chất bằng núi ăn cũng hết nữa chứ đừng có nói. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời là mình không còn bán kim cương đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ rất thật, có những kiến thức chuyên sâu, chuyên môn cho mua bán kim cương, và những thợ thầy bậc nhất của kim cương sẽ không chia sẻ, và trong kênh review của mình sẽ chia sẻ ha. Bây giờ là kết thúc bài review. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Mến chúc tất cả các bạn luôn có nhiều sức khỏe. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau ha.